4 bước quản lý tiền xuất sắc. Bước thứ nhất là chi trả cho mình trước. Chi trả cho mình trước là như thế nào? Phải luyện cái thói quen này mỗi ngày, để tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày ha. Và Lý đã có nhiều cái video chia sẻ rất là rõ rồi. Nếu như anh chị nào chưa có xem được cái video đó thì nhắn tin Lý gửi tặng các anh chị nhé. Và bước thứ hai là ghi nhận thành công và ăn mừng thành công. Và bước thứ ba là tuyên bố và cài đặt lại 17 tư duy triệu phú. Thì cái phần này thì các anh chị học chung nhóm với Lý thì đã biết rồi. Còn các anh chị nào mà chưa có học thì vào nhóm học tập, hoặc là nhắn tin cho Lý, Lý sẽ gửi tặng cho các anh chị 17 tư duy này. Và bước thứ tư là phỏng vấn và tiếp cận người thành công. Vậy các anh chị đã làm xuất sắc 4 bước này chưa? Anh chị nào chưa biết làm như thế nào thì nhắn tin Lý hỗ trợ. Cảm ơn.